Thưa quý vị, hiện nay thì tình hình dịch COVID-19 tại đất nước ta đã được kiểm soát thông qua số liệu thống kê về số ca nhiễm mới mỗi ngày đã không còn cao như giai đoạn trước đó nữa. Vì thế mà Bộ Y tế đã ra công văn số 2213 chỉ đạo về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa. Theo đó, chính thức tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa, di chuyển nội địa, nơi công cộng và nhà hàng kể từ 0 giờ 00 phút ngày 30 tháng 4 năm 2022, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo đến từ chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết và trước hết cần phải chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông khuyến cáo về phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.